mình biết tới bài này. Bây giờ mới hát lại. Yeah. Năm học mới đã tới, chừng ngày lòng phơi phới. Trường mới, bạn mới, và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá. Ở một lớp là nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bạn còn hung dữ như được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình. Nên chúng mình mới khổ vì để đầu cưỡi cổ bị xé vạt tùm lum. Nhất là nhà lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm thì mấy cô nhiều lúc thắng zero. Còn nhỏ cười hô hô chỉ biết tranh cái số. Tôi gặp nhỏ chưa bồ, đến một ngày chịu không nổi, ăn với xôi cũng không vô, còn bị sổ cho lên từ nhà lớp trưởng chỉ nên câm rồi âm thầm quay bước đi. Ngay tiếng hạ đã đồn rằng đứa bác nhỏ đã nghe nghèo tuôn rơi. Kể từ ngày hôm đó nhà cũng không la ló và cũng không thèm ngó, để mình qua một xó chẳng còn ai chăm lo và mình tự nhiên thấy tự do. Nhưng lại thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Yeah. Chăm lo đến năm bản thân của nhỏ, để mọi điều chưa rõ về nhỏ sẽ được làm sáng tỏ. Và khi màn đêm buồn xuống, có một bóng đèn hiệu hát, một bóng người cắm cụi học bài vì tương lai ngày mai, và vì một người con gái không một ai chê bai, và mình trả tài ngày sáng. À. Ê, lớp trưởng, có chuyện gì không thấy nhất? Tôi thứ bảy tuần này mà có bận gì không? Keo được gần 3 tiếng đồng hồ, thay cả chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý. Mang đến giày All Star, còn tên cái áo Lacoste và cái quần Levi cho mình cùng bánh trai. Đi ngang tiệm hoa mua cho nàng một bó xinh xinh nhỏ nhỏ. Thế này nếu nó không, vì hôm nay là ngày quan trọng, với đâu đây mình chờ mong. Là tôi tin đầu lòng, cầu mong sẽ thành công. Một phút, hai phút, còn mình cả trăm phút. Biết nó gì mơ mộng, cho nhỏ sẽ rung động. Một giọt, hai giọt, rồi cơn mưa ào tới, cũng cho niềm phấn khởi, những hy vọng dần vơi. Chờ một tiếng, rồi hai tiếng, nhìn đông người ra vào, tay trong tay cười nói, chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe tiếng bàn tán, có một vụ tai nạn, là một cô gái trẻ trên người đầy máu me. Chạy khắp nơi tìm kiếm, cầu mong xin đừng là nhỏ nha. Cầu mong nhỏ đừng tới, mình chờ đợi không không sao. Nhưng khi đến hiện trường, nhìn thấy người bị thương, đúng là nhỏ lớp trưởng, cái người mà tôi đang thương. Ôm chặt nhỏ vào lòng, và xót xa thật ấy rứt, đừng có gì nha ấy. Vì mình chưa kịp cho ấy biết, mình thích ấy biết mấy. Mình muốn được bên ấy, quan tâm và bảo vệ cho ấy suốt đời. Ngốc rồi là ngốc, tôi đã có biết cái gì đâu.
tình về